Hôm nay bán đỡ không luôn? Hai tờ. Tao đưa mày một lốc 100 tờ mà mày bán được có hai tờ là sao? Cái kiểu này chắc ăn hướng dương không chứ cơm đâu ăn mày. Thì ráng đây chứ biết làm sao giờ, thời thế mà. Riêng tao rậu quá, kiểu này chắc phải ăn hướng dương không quá chứ cơm đâu ăn. Nè, ăn đi. Ăn ông nội tôi chứ ăn, nãy giờ tôi cắn cho ông ăn không à. Rồi tình hình hôm nay sao, đỡ không? Bán đỡ không? Hướng dương đâu, đưa tôi cắn vô cái này khó cắn lắm. Ý mày là ăn hướng dương nữa hả? Có gì ăn nấy đi cha ơi, nay đều có con tờ mẫu à. Rồi cho mày cây cuốn á, ăn đi. Nè, tôi làm chó nhưng mà tôi có danh dự của loài khuyển nha. Đừng có hành hạ tôi nữa đi chứ. Rồi bây giờ mày có chịu ăn không? Không á, không ăn á. Ê ông Khang, cho xin miếng đi. Cho miếng vô dưa hấu đi. Sao nãy mày nói mày không ăn mà? Tôi thấy tôi ngu rồi, cho miếng đi. Nè, cho miếng nè. Ông xem thường tôi quá nha ông Khang. Nè, mày có chịu ăn không? Nhất quyết không. Thì mày nhất quyết nhịn đói phải không? Tôi là chó nhưng mà tôi có gia thế của loài chó nha. Cho miếng nào có ruột nhiều hơn đi. Mày cũng ngựa bà lắm. Nè, ăn đi. Thằng quỷ nào ngựa hơn? Ăn không? Nhất quyết không, còn cái chó gì đâu ăn. Còn nè. Còn vỏ không mà sao ăn? Còn ruột mà. Chút xíu sao ăn? Ông xin lỗi tôi đi. Thôi cho bà xin lỗi nha. Lỗi phải gì ông ơi? Nè, xin lỗi được chưa? Xin lỗi vậy đúng nè. Xin lỗi nữa đi. Nè, xin lỗi. Xin lỗi gì đúng nè. Được á, xin lỗi nữa đi. Nè xin lỗi. Lỗi cha mày chứ lỗi. Ông này làm cha tôi hay lâu vậy nha. Quýnh lộng không? Hổn hả mày? Không dám hổn. Đã mày cái giờ. Ngu gì ở lại cho ông đã. Hồi đất ơi, bà vợ bà làm cái gì mà bà xách cây chổi rượt chồng dữ vậy ba? Tao có biết gì đâu. Thấy gì đâu. Kìa. Đâu. Đó, bà xách theo cây chổi chả bá kìa, rượt chồng kìa. Ủa, bà đang ăn gì? Cho miếng ơi. Nè. Cơm thịt kho vịt nè, ngon dữ ta. Trời ơi, nghiêm trọng rồi kìa luôn. Trời, chưa thấy bà vợ nào mà bà dữ như bà này luôn á. Cho miếng đi. Kìa, bà được chồng chạy vòng vòng luôn kìa. Bà dữ thiệt. Mà mày có nghe ngóng được gì không luôn? Bên kia kìa. Cho ăn miếng đi, kể nghe cho. Thiệt không? Thiệt. Rồi ok. Nhanh lên đi. Nè. Ngon á. Thịt con vịt ngon. Rồi chuyện sao kể tôi nghe coi. Thì là sao? Cho miếng đi. Miếng nữa tôi kể cho nghe. Rồi chắc chắn nhà dốc chó luôn á. Rồi chút. Chuyện là vậy nè. Ông chồng á, ổng bị té giếng. Gì té giếng mẹ thiệt mà. Bằng sao phải té giếng? Ồ, mùi cơm không vịt ngon quá ta. Thì hôm qua ổng đi tắm gần cái giếng. Ê Lú, lại đây coi chuyện tình cái giếng nè Lú. Lại đây. Ờ Lú đây. Sao chuyện tình cái giếng gì hả? Hai cha con tụi bay nghe Lú kể tiếp nè. Thằng hổn mày. Cho miếng đi. Trời đất ơi, bả rượt ổng từ hôm qua tới giờ luôn trời. Còn mày thì câu chuyện từ hôm qua tới giờ chưa kể xong đó. Kể tiếp ba nghe coi. Thì ông chồng ổng ra cái giếng, ổng tắm, ổng gội đầu. Cái rồi ổng bị rớt xuống cái giếng. Rồi sao nữa mày? À lúc ổng tắm á, ổng cho miếng mày coi. Mà lúc ổng tắm á, ổng có cầm chai dầu gội râu siêu trị nấm da đầu của bà vợ. Cho miếng đi, ông ngon á. Mà cái chai dầu gội đó là chuyên về trị gào, trị nấm da đầu, trị vẽ nến rất là hay, một bí quyết của bà vợ á. Nhiều tiền? 399.000. Rồi sao nữa? Thì cái rồi rớt xuống giếng mất tiêu chai dầu gội luôn. Tìm hoài không thấy. Bà vợ bà rượt, bà chửi ông này quá trời luôn. Rồi mày xuất hiện đâu mày luôn? Rồi sao nữa luôn? Thì cái bà vợ bà đòi lại chai dầu gội mà ông chồng thì ông không biết mua chai dầu gội đó ở đâu. Giờ cái đầu của bà vợ bà ngứa quá trời, nấm vỉ nến gạo gì xuất hiện quá trời luôn. Bây giờ không có cái dầu gội nào có thể trị được tình trạng của bà, cho nên là bà tức, bà mà chửi, bà đánh ổng từ hôm qua tới giờ luôn nè. Trời đất ơi, chai dầu gội tao biết mà. Thì tôi cũng biết mà. Nè Lú, con qua nhà bên kia đó, con nói với ông chồng là liên hệ số hotline 0908686222 để mua dầu gội râu siêu trị nấm da đầu trả cho bà vợ đi. Trời ơi, bà tụt quần ổng luôn rồi. Đây là những trường hợp bị gầu, vỉ nến và nấm da đầu. Đó, cô chú anh chị em cũng đã xem qua những trường hợp bị gầu, vỉ nến và nấm da đầu. Phải nói là nó ảnh hưởng đến cái đời sống hàng ngày của chúng ta cực kỳ lớn. Và chúng ta không thể nào tự tin khi mà đứng trước người đối diện để mà nói chuyện với họ. Lúc trước Khang cũng gặp tình trạng như vậy, phải nói là rất là nặng. Đến nỗi mà Khang một thời gian, không phải là một thời gian đó, đến nỗi là vài năm Khang phải để đầu trọc thì Khang mới chịu đổi. Và rất nhiều cô chú anh chị em fan hâm mộ cũng quý mến Khang, hỏi tại sao mà Khang cứ để đầu trọc miết. Một phần thì Khang cũng thật sự là để đầu trọc thì nó cũng thích hợp, nhìn nó hợp với khuôn mặt của Khang. Mà cái lý do chính là thật sự Khang không thể nào chịu nổi cơn ngứa từ gầu nấm gây nên. Và kể từ đó Khang đã tự mình tìm tòi sản xuất ra một cái loại dầu gội râu siêu trị nấm da đầu. Đây là dầu gội râu siêu trị nấm da đầu mà Khang đã bán hơn 2 năm nay, được cô chú anh chị em gần xa rất là ủng hộ nhiệt tình, mua đi xong rồi sử dụng rồi lại quay lại ủng hộ và mua tiếp. Bởi vì chỉ có dầu gội này mới phù hợp với những tình trạng nặng như vậy mà thôi, nặng giống như Khang mà thôi. Chai dầu gội này được chiết xuất từ tinh dầu bưởi, có mùi thơm rất là nhẹ nhàng. 399.000 một chai, miễn phí giao hàng toàn quốc. Nam thì mỗi lần sử dụng thì xịt từ 5 đến 7 giọt, còn nữ thì xịt từ 9 đến 10 giọt. Lý do là nữ nhiều tóc hơn, mình sẽ gội cách ngày, ví dụ như là 3, 5, 7 hoặc là 2, 4, 6. Tuy nhiên dầu gội này đã được đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ, đã có giấy công bố và có mã vạch kiểm định đàng hoàng, nên là cô chú anh chị em cứ yên tâm. Nếu mà dùng đến nửa chai cảm thấy không có một chút hiệu quả gì so với tình trạng lúc đầu thì cô chú anh chị em có thể liên lạc lại với Khang để mà hoàn trả nửa chai dầu gội còn lại, và Khang sẽ hoàn tiền 100%.
Cô chú anh chị em cứ yên tâm về vấn đề này. Dầu gội này thật sự rất là tốt, nhưng sản phẩm nào cũng vậy, ưu điểm có, khuyết điểm cũng sẽ có. Nhưng mà riêng dầu gội này, ưu điểm cao, khuyết điểm thì ít. Khuyết điểm ở đây là gì? Nó gây cho mình hơi bị khô tóc một chút xíu. Tuy nhiên nó làm sạch gầu, sạch nấm. Cô chú anh chị em yên tâm. Cho nên như vậy thì Cang có sản xuất thêm một cái loại dầu xả. Một cái loại dầu xả là chuyên để mà giảm thiểu cái vấn đề khô tóc, rụng tóc. Và nó cũng giúp cho vấn đề trị gầu, trị nấm, trị vẩy nến cùng với chai này cũng cực kỳ tốt. Cô chú anh chị em có thể mua lẻ một chai dầu gội thôi cũng được. Nhưng mà nếu như cô chú anh chị em mà quan tâm đến mái tóc của mình chắc khỏe suôn mượt, không bị rụng và không bị khô, thì cô chú anh chị em nên sử dụng kèm thêm một chai dầu xả nhé. Và cứ một cái chai dầu xả hoặc chai dầu gội như vậy, Kha sẽ tặng kèm theo 10 cái khẩu trang. Và nếu như có ai mua trọn một combo, một dầu gội hoặc một dầu xả, thì Kha sẽ tặng một hộp khẩu trang 50 cái đây. Hoặc là hai chai dầu gội thì Kha cũng sẽ tặng luôn một hộp khẩu trang 50 cái luôn ha. Kha tặng khẩu trang cũng bởi vì Kha muốn công sức nhỏ gì đó vào cái công cuộc phòng chống dịch Covid mà thôi. Rồi, cô chú anh chị em có quan tâm muốn mua sản phẩm dầu gội râu siêu trị nấm da đầu này thì cứ liên hệ vào số hotline Zalo SMS 0908686222, hoặc có thể liên hệ vào fanpage Ron siêu trị nấm da đầu. Khang có làm thêm một chương trình nhỏ là cứ một đơn hàng như vậy, là một chai dầu gội hoặc là một chai dầu xả như vậy, Khang sẽ tặng kèm theo một cái card visit. Trên đây có mã QR code. QR code này chính là Zalo của Khang, Zalo chính của Khang. Ai mà sở hữu đủ 10 cái card visit này thì Khang sẽ tặng free một chai dầu gội hoặc là một chai dầu xả. Bây giờ Khang sẽ khui chai dầu gội và chai dầu xả ra để cho cô chú anh chị em nhận diện ra cái sản phẩm của Khang ha. Đây, đầu tiên là Khang sẽ khui ra chai dầu gội trước. Dầu gội râu siêu trị nấm da đầu nè. Đây thì nó có cái màu xanh, màu xanh lá cây ha. Ở đây nó có để số điện thoại của Khang luôn là 0908686222. Thơm lắm quý vị. Đây là chai dầu xả tinh dầu ô liu ha, Khang làm bằng tinh dầu ô liu. Thì nó có cái màu, nó là màu hồng. Trên đây cũng có để số điện thoại hotline của bên Khang luôn là 0908686222. Mùi thơm rất là êm dịu. Phải công nhận là thời điểm mà Khang để đầu trọc á, nó cũng mất dài khoảng là 3 đến 4 năm. Lúc đó là Khang phải nói là khổ sở cực kỳ, nhất là khi mà Khang vừa sử dụng rượu bia xong là ngày hôm sau Khang ngứa chịu không nổi, những cái mảng nó bắt đầu tróc lên và nó làm cho Khang không thể nào để tóc được. Đến ngày hôm nay thì Khang đã hoàn toàn để tóc được rồi, cho nên là cô chú anh chị em cứ yên tâm mà sử dụng sản phẩm của Khang ha. Rồi, ok, Khang cảm ơn cô chú anh chị em rất nhiều nha. Chúc cô chú anh chị em luôn mạnh khỏe, an toàn và thành công trong công việc. Trời ơi, sao mà ngứa dữ vậy nè, ngứa quá đi. Ngứa da đầu quá hả? Đã có mình đây. Dầu gội đầu râu siêu trị nấm da đầu. Hãy cứ tự tin và thoải mái lên đi, vì mình có khả năng trị gầu và nấm da đầu cực kỳ hiệu quả. Đây là mình hòa quyện cùng với hương bưởi và hợp thành một siêu phẩm khắc tinh của cơn ngứa da đầu. Dầu gội đầu râu có khả năng đánh bay vẩy nến, nấm da đầu và gầu nặng. Hotline Zalo SMS 0908686222. Dầu gội đầu râu siêu trị nấm da đầu, làm bạn với mình nhé. Bạn đang kinh doanh và muốn bán được nhiều sản phẩm, có thêm thu nhập hoặc muốn nhiều người biết đến thương hiệu của mình, vậy hãy thử liên hệ quảng cáo trên Thánh Lồng Tiếng với hệ thống online fanpage hơn 3 triệu người theo dõi, YouTube hơn 2 triệu người đăng ký, kết hợp những nội dung nóng nhất trên mạng xã hội, chắc chắn mục tiêu bán hàng của các bạn sẽ thành công. Liên hệ 0987575345, email, SMS, Zalo hoặc inbox trực tiếp trên fanpage Thánh Lồng Tiếng.